Okay. Hôm nay chỉ luyện riêng paraphrase thôi nhá, chỉ paraphrase thôi. Thì đầu tiên ấy, thì đầu tiên ấy, đây là kiến thức cơ bản đúng không? Nhìn qua một chút này, sang đây cạnh cái rất cơ bản đúng không? Những từ thường sử dụng để paraphrase đúng chưa? Ví dụ như là graph thì thành line graph, chart thì thành bar chart, pie chart này, diagram thì figure đúng không? Chúng mình nhớ là graph là chart là ok đúng không? Xong rồi cái dạng mix thì có thể là cái đầu tiên và cái thứ hai đúng không? Trong đó các từ như kiểu show chuyển đổi thành illustrate đúng không? Give information about thì bằng show data about đúng không? Thì cuối cùng là đây là một số cấu trúc quen thuộc là the chart, compare này, country in terms of gì gì đấy. Số liệu thì là the number bằng the figure for này, the proportion bằng the percentage of này. Number đi số nhiều mà the amount đi mình không đếm được, ok không? Ra tiếp theo thì ra đây cái rất cơ bản thôi. Ở ba nước khác nhau thì là liệt kê cụ thể đúng chưa? Mà nếu ba nước cụ thể thì ba nước khác nhau, ok không? From thì bằng between and đúng không? Vào năm đấy thì in the year đúng không? Được chưa? Rồi, thật ra cái này thì ai cũng biết. Nói chung là ai cũng biết. Bây giờ nhá, bắt đầu này. Bắt đầu từ bài tập trước, được chưa? Bây giờ bắt đầu từ bài tập trước. Bây giờ ta cho mày ngồi mình, bây giờ ta cho bài tập đã. Sau đó ý, mày ngồi mày làm. Không tra cứu gì nhá, cứ làm theo những gì mày nghĩ thôi, được chưa? Sau đấy từng cái một bắt chữa đã. Chỉ paraphrase thôi. Chỉ paraphrase, hôm nay chỉ paraphrase. Hôm nay tao nghe sẽ paraphrase. À, có lẽ là nếu mà tùy vào mức độ mày học học thì ta sẽ cho paraphrase cả part 2 nữa, được chưa? Mày chỉ luyện paraphrase thôi. Đấy, tập chưa? Tao cho nó nhỏ nhỏ chữ cũng đi một tí. Viết ở dưới nha, chỉ paraphrase thôi nha. Đấy, chỉ paraphrase thôi. Câu làm gì không này, paraphrase. Expenditure là cái mở rộng. Cho phép cha, cho phép tra nghĩa, được chưa? Cho phép tự tìm nghĩa, được chưa? Sau đấy nghĩa đã cho mày một bảng đầy đủ hơn, nếu giờ dạy đầy đủ trước thì nó sẽ rất là tệ đúng không? Chúng mình bây giờ là cứ cho làm đã, sai không sửa, bắt đầu nhá, làm đi. Ok, thật ra khi mà làm introduction đi thì mình phải phân tích câu đúng không? Thì đây là cái câu mà nó rất hay gặp đúng không? The car, the chart show the average number of commuter, tức là người di chuyển đúng không? Travel each day by car, by bus or by train in the UK between 1970 và 2000, ok không? Thì thật ra là bài nào nó cũng như bài nào nó cũng kiểu dạng này. Thì đầu tiên mình phải phân tích cái phần của câu đúng không? Nhìn phân tích này. Đây. Bài nào sẽ phân tích được cái này hết. Không thấy kỹ không? Thật ra nó sẽ luôn luôn bắt đầu một chủ ngữ là the chart đúng không? Đúng chưa? Sau đó sẽ là động từ là show đúng chưa? Ok không? Sau đó cái phần đó đến là what này, phần where, phần when. Thật ra chủ ngữ mình có cách paraphrase đúng không? Là các từ mình riêng lẻ mình học, đúng chưa? Verb thì mình có cách paraphrase đúng không? Mình đổi show thành illustrate hoặc compare thôi. Ở đâu thì mình cũng biết cách paraphrase luôn đúng không? Vẫn ở UK hoặc là ở USA gì đấy rất đơn giản đúng không? Và when thì between end thì mình có thể là over a period of 30 năm này hoặc là from to, ok không? Thật ra là bài nào sẽ lắp vào hình form này. Nhưng cái khó đây là khó ở phần what đúng không? Chuẩn chưa? Nó khó cái phần what. Thật ra là bài nào cũng sẽ khó ở phần what thôi, đúng không? Vậy thì giả sử những cái bài này nó sẽ là cái số lượng hành khách di chuyển trung bình hàng ngày đúng không? Đúng chưa? Thì sẽ gì đây? How many people commute daily này, hoặc là figure four, đúng chưa? Thì đây sẽ là một cái bửa bài hoàn thiện này này. Đây, đây sẽ là một cái bửa bài hoàn thiện. Nhưng mà dạy như này thì cứ như là dạy thôi đúng không? Thì nó cũng chỉ là mình nói qua cách biến đổi đúng không? Thì nó sẽ không đúng. Bắt đầu nhìn phần dưới này, bắt đầu nhìn nhá. Rồi mình nhìn này, đây là phần để cách mình viết phần what sao cho nó khó viết lại nhất. Nhìn kỹ vào phần paraphrase đừng dùng nhá. Ok không? Nhìn này, ví dụ này. Thì giả sử đề bài đã bảo là the chart show the number of young male and female playing sport đúng không? Đúng chưa? Thì mình sẽ biết thành là how many đúng không? Đúng chưa? Cộng với cái chủ ngữ đấy, đúng chưa? Đúng chưa? Tức là đầu tiên là mình sao cách paraphrase là cấu trúc câu đã, hiểu vấn đề không? Nào, cấu trúc paraphrase phần what đã ok không? Thì mình sẽ hỏi là số lượng của cái người mà người đàn ông này và phụ nữ chơi thể thao đúng không? Thì là how many có verb, hiểu vấn đề không? Được chưa? Thì có phải là the chart show how many young men, thì có phải là cái phần young male và female mình sẽ học paraphrase sau, hiểu vấn đề không? Mình học cái cấu trúc đã. Vậy thì giờ, từ giờ 5 giờ thì mình mới thành how many đúng không? Cộng chủ cộng verb, ok chưa? Ok không? Ở dưới này gì amount of này thì nó phải bằng là how much không? Vì nó là không đếm được, phải dùng how much, ok chưa? Ok không? The percentage thì dùng là the proportion, ok không? Được chưa? Và the figure four thì dùng để hầu hết trong mọi trường hợp để mình paraphrase toàn bộ các trường hợp, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề ta nói không? Nhìn thấy phần trên.
Thì ví dụ có phải nó bảo là how many people commute daily by three different means of transportation đúng không? Đúng không? Thì nó bản thân cái từ này được paraphrase bằng là kia là số lượng, thế là giờ năm m không? Thì bằng là how many không? Đúng không? Mà nó bằng giờ figure four không? Có thấy chuẩn không đã? Được chưa? Có phải là đây là cách mình viết lại cấu trúc câu không? Và bài nào mình áp dụng được không? Đúng không? Đếm được thì dùng how many. Ok không? Phần trăm thì dùng percentage hoặc proportion. Đúng chưa? Lượng thì là dùng how much. Và số liệu cụ thể ở đấy thì cứ giờ figure mà phang vào, ok không? Được chưa? Thì đây là những cái ví dụ cực kỳ trực quan luôn, hiểu vấn đề không? Như thế này đã xong chưa? Chưa. Bây giờ bắt đầu cho mày luyện tập này. Về nhà viết tao chắc chắn mày sẽ lên tay. Nhìn nhá. Bây giờ fix cho tao các biểu đồ sau. Biểu đồ dưới này là biểu đồ để học này. Nhìn nhá. Phân tích các biểu đồ. Được chưa? Phân tích các biểu đồ. Mình sẽ ghi nhau từng biểu đồ một. Ok chưa? Từng biểu đồ một. Sau đó mình sẽ ngồi mình viết từng biểu đồ một. Thì như vậy là khi mà biết xong nét tấn mày sẽ hiểu bài thôi. Còn nhớ cấu trúc không? Nếu bây giờ đọc cấu trúc đi đã, đừng mở đọc lại cấu trúc đi đã, đọc lại phần ví dụ cấu trúc đi đã, đọc đi đọc lại cấu trúc ra thì nó áp vào bài sẽ cực kỳ dễ, không còn gì khó khăn nữa. Được chưa? Bắt đầu mình áp vào từ khung cấu trúc đúng không? Mình có khung rồi đúng chưa? Sau này sau ta dạy mày thấy các cái từ chuyển đổi ok không? Thì vậy là khi lắp bài nào mày cũng làm được hết. Paraphrase từ từ của cháu thì nó không được điểm cao đúng không? Đúng rồi. Thật ra mày cứ từ từ đã, được chưa? Paraphrase này nó không chỉ dùng cho phần mở đầu nữa đâu. Kể cả về sau khi mà mày biết trong bài mày hiểu không? Thì này có phải paraphrase hiểu vấn đề không? Thì paraphrase này paraphrase học một lần học cho cả phần bài luôn, hiểu vấn đề chưa? Sau đó mình sẽ lắp cả số liệu vào chứ không phải là chỉ paraphrase một cái đề bài, nó quá là dễ. Nào. Bây giờ trước khi bắt đầu nha, bây giờ nhìn này. Nào bây giờ bắt đầu phân tích cho tao từng cái một đã. Làm phân tích từng đề bài một nhá. Nhìn bắt đầu biểu đồ 1 đi, nhìn biểu đồ 1. Được chưa? The line graph show the percentage of. Bây giờ nha, mình chưa biến đổi cái gì hết. Chưa biến đổi cái gì hết. Bây giờ việc đầu tiên là mình phải phân tích cái đã. Bây giờ tao hỏi đầu tiên là chủ ngữ của nó là gì nào? Ta thiếu một cái nha, thiếu cái biểu đồ 2 đúng không? Đây là 15 biểu 1 này. Thiếu cái biểu đồ 2. Đây. Từ cái biểu đồ 2. Rồi. Bắt đầu từng biểu đồ 1 nha, ta sẽ ghi cho mày script ở phần dưới nha. Bây giờ thôi không cần phải ghi script, mày có thể ghi vào mày ghi vào tầm đấy, ghi vào cửa sổ nốt này này. Coi là cửa sổ nháp, hiểu vấn đề không? Đừng mà chúng ta nốt để làm gì đâu, nốt vào đầu thôi. Nào ghi vào đầu, ghi vào đây. Nào. Để lấy cửa sổ ấy làm nháp cho mình học, mình quen cách mình tư duy. Đó là tư duy từng cái một nhá. Bây giờ câu hỏi đầu tiên này, nhìn biểu đồ này, đây là line graph đúng không? Thì câu hỏi đầu tiên của nó bây giờ phải trả lời câu hỏi này của ta đã. Đầu tiên là đối tượng chủ, đối tượng là gì? Và cái bọn chủng tuy đối tượng là gì nào? Đối tượng nó chính là nhìn kỹ vào, nhìn thấy là sai rồi, nhìn thấy là không đủ rồi. Ý nó hỏi là cái chủ ngữ, đối tượng chủ ngữ nó đến ở đây là gì? Là gì nào? Là crime, ok, cụ thể đó là car thief đúng chưa? Là house burglary đúng không? Là street robbery đúng không? Được chưa? Vậy đấy là đối tượng của nó, đúng không? Là phần ký quyết bình gạch chân đấy, đó chính là car thief này, house burglary đúng chưa? Và street robbery đúng không? Thế ba cái cách đấy đúng không? Cái đơn vị là gì nào? Đơn vị là gì? Percentage. Đúng không? Là percentage đúng chưa? Là trong đề bài thì nhìn vào cả graph thấy percentage chưa? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,2, 1,4, 1,6 đúng chưa? Câu tiếp theo là cái mốc thời gian, tức là cái thì động từ này là thì gì? Nếu mà chia sẻ là thì gì? Hoặc cử đơn ok không? Vậy xong cái đầu tiên chưa? Xong cái đầu tiên nhá. Bắt đầu về phần đối tượng thứ hai. Từ từ, nào đối tượng thứ hai. Mở sang cái biểu đồ số 2 đi. Nào, đây là phần 3 chat đúng không? Đối tượng của nó là gì nào? Nói thế không đủ. Rồi, là số lượng phim được sản xuất ở 5 quốc gia đúng không? Chuẩn chưa? Đối tượng chủ ngữ nó là số lượng phim được sản xuất, hiểu vấn đề không? Đơn vị là gì nào? The number chính xác là số lượng đúng chưa? The number. Thế mốc thời gian của nó, tức là thì động từ này là gì nào? Quá khứ đơn ok chưa? Để mình cho mình cái mốc, tức là
Ta biết đề bài tao thế này, về sau ta sẽ ốp toàn bộ phần ở dưới hiểu vấn đề không? Cái chỗ sự này mình không phải là mình chỉ dừng lại việc paraphrase. Mình phân tích cả cái đề bài đó là thì gì để mình ấn định rằng là à, cái bài này về sau ta phải thì dùng quá khứ đơn, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề chưa? Tiếp với câu hỏi tiếp theo là cái part số 3 nào. Đây là cũng là ba chat đúng không? Câu hỏi đầu tiên này, đây là câu này là đối tượng chủ yếu của nó là gì nào? Average amount of money spent by students. Ok, tức là cái số lượng gọi là the average amount of money spent đúng không? By overseas student đúng chưa? Tức là cái số lượng mà tiền được chi tiêu bởi học sinh nước ngoài đúng không? Thế cái đơn vị của nó là gì? Amount of money. Là cụ thể ở đây là Cụ thể. thế ra cụ thể ở đây có thể là đơn vị ra đơn vị nó là gì? Thật ra đề này nó hơi thiếu một chút đấy. Nhưng cụ thể đơn vị ở đây sẽ là đô la, hiểu vấn đề không? Các cái số 50, 100 này, 150 này nó là đô la, hiểu vấn đề không? Được chưa? Thế mốc thời gian của nó là thì gì nào? Thì Hiện tại đơn đúng không? Vì không có trong quá khứ, đây là một sự thật thôi. Ok không? Thế vậy toàn bộ bài này dùng thì tại đơn hết. Hiểu vấn đề không? Thế thì nhìn câu bài số 4. Nhìn phần số 4 nào. Số 4. Đối tượng chủ ngữ đây là gì nào? main method of transport people traveling. Không phải the main method. Nào, nhìn lại đối tượng chủ đề là gì nào? Khi mày bóc tách được vấn đề ra thì nó rất là dễ. Đối tượng đây là gì? Là ai đi? People. Là ai đi? Vấn đề của bài này câu 4 nó sẽ là gì đây? Là số lượng phần trăm đúng không? Người di chuyển đúng chưa? Nó mới là đối tượng, hiểu vấn đề không? Đến trường đại học đúng không? Chứ không phải là giờ bên method bên thủng giết, hiểu vấn đề không? Đối tượng đó là người di chuyển phần trăm. Ok chưa? Đơn vị là gì? Percentage. Mới diện là phần trăm đúng không? Rồi. Mốc thời gian của nó thì gì nào? Ok chưa? Thì là gì? Không không phải, thì cái này là về method mà chú bắt đầu. Main method này này nó bảo là các cái method này dịch ra này nó là phương tiện di chuyển thôi. Đúng rồi. Hiểu vấn đề không? Đúng chưa? Thì cái đối Vâng. tượng thế ai di chuyển? Nó phải là người di chuyển đúng không? Đơn vị là phần trăm đúng chưa? Để mình hiểu rằng là vì sao mình dùng cái cấu trúc là how many, how much hay là the proportion, có hiểu vấn đề ý tao nói không? Đề bài có thể rất là quay cuồng rất nhiều thứ đúng không? Nhưng cấu trúc khi viết lại mình chỉ dùng bốn chút cái thôi, hiểu vấn đề không? Hiểu ý tao không? Rồi, hoặc là the figure four đều bí quá. Được chưa? Là nhìn phần 5. Nào đây là table đúng không? Nào thế câu hỏi đầu tiên là bây giờ câu hỏi table nào, thế bây giờ câu hỏi là đối tượng đây là gì? People. People đúng không? Là số lượng người di chuyển đến trường đại học đúng không? Nhưng câu hỏi ở đây là đơn vị là gì? Percent. Đơn vị là Percentage. phần trăm đúng chưa? Nó là percentage đấy, hiểu vấn đề không? Mốc thời gian sẽ là chia thì gì nào? Quá thì đơn. Ok chưa? Rồi. Thì sau khi mà mình học xong cái phần này này, sau khi mà học xong phần này này thì bắt đầu bây giờ bắt đầu công việc của mình là sẽ phải viết lại các cái đề bài này, được chưa? Đấy, thì bây giờ mới là công việc của mình là viết đề bài này này đúng không? Đúng không? Thì công việc viết đề bài này thì này thì nó sẽ nằm thì bây giờ mình biết cách viết paraphrase từ chat đúng không? Mình biết cách viết thời gian, mình biết cách viết địa điểm đúng chưa? Mình biết cấu trúc viết rồi là how many này, how much đúng chưa? The figure for the percentage đúng không? Cộng với chủ ngữ cộng động từ thôi đúng không? Còn đúng không đã? Bây giờ cái thiếu của mình là gì? Thiếu từ. Hiểu vấn đề không? Thế giả sử gặp lượng tiền thì mình biến đổi thế nào đúng không? Gặp chi tiêu mình biến đổi thế nào đúng không? Khi ta bắt tóc vấn đề thì mình có hiểu không? Mình hiểu rõ không? Mình hiểu rõ vấn đề không? Bây giờ nhá, từ chat bị biến đổi rồi, từ show below bị biến đổi rồi đúng không, thời gian bị biến đổi rồi đúng không, là inform to gì đấy, ok, bốn quốc gia bị biến đổi rồi đúng không, hoặc là ở đâu bị biến rồi đúng không. Thế cấu trúc của mình là cấu trúc mình có rồi, ví dụ đang kiểu how many how much này, giờ mua percentage các thứ đúng không, mình biết rồi đúng không. Nhưng cái thiếu của mình là ở đây là gì đây, thiếu là thiếu gì, thiếu từ đúng không, tức là người ta hỏi giờ percentage của cái gì đúng không. Thế money, cả sử như cô ba, thế money spend thì biến đổi thành cái gì đúng không? Thì đây là phần tiếp theo, nhìn phần dưới. Ta viết cho bài tiếp này. Thì nó cái này nó sẽ áp dụng cho toàn bộ bài luôn, hiểu vấn đề không? Chứ không phải là chỉ cho phần paraphrase, hiểu vấn đề không? Nhìn phần dưới phần bài bắt đầu sẽ có từng cái một này. Cũng khá nhiều đấy nhá. Và việc của mình bây giờ sẽ phải chọn, hiểu vấn đề không? Để mình chọn một cái. Mình phải chọn thế nào để mình viết, được chưa? Nào.
Đầu tiên nó sẽ có đầu tiên là gì? Nào bây giờ nhìn này, các loại từ đúng không? Paraphrase đúng chưa? Nào, đầu tiên là thời gian đúng không? Có thấy thời gian không? Có thấy thời gian không? Có thấy không? Đề bài nó muốn vào đâu thì nó vào. Vào đâu tạm trả lời được, đúng không? Nếu mà là from to đúng không? Thì ta dùng between and đúng không? Hoặc là over a period of 10 years đúng chưa? Đúng ở trên đó vẫn làm cái áp dụng không? Nếu lại bảo là every year thì mình dùng là annually đúng không? Hoặc là on annual basis đúng chưa? Every day thì dùng là on a daily basis đúng chưa? Every week thì dùng là on a weekly basis đúng chưa? From to thì là between and đúng chưa? Tương tự ở dưới đúng không? Tùy cách mày chọn, và during the period show thì bằng là during the given period, ok không? Hiểu vấn đề ta nói không? Nên thời gian ok chưa? Dạng nào áp dạng đấy, có khó không đã, có khó không đã? Không đúng không? Đây chỉ là lý thuyết liệt kê đúng không? Mày chọn, nhưng mà phải chọn cho ta làm chọn cái nào hay dùng đúng không? Cái giá mỗi loại phải nhớ một cái là sao? Đúng không? Nào bây giờ đến nhóm gì, là đến nhóm tuổi đúng không? Thì mình nhóm tuổi không? Thì bài có tuổi đúng không? Chẳng hạn như những người mà ở 40, 90 thì gì đây? Đây ta cho mày một loạt các nhóm tuổi đã. Cho mày khoảng tầm 1 phút. Cho mày 30 giây mày nhìn. Mày nhìn nó rồi thì nó sẽ có rất nhiều cái. Nó có cực kỳ nhiều cái. Các chọn mình sẽ phải chọn thôi. Hơi nhiều một chút nhá. Mình phải chọn đấy nhá. Và ra về làm bài, khi mày làm bài thì khi đọc kỹ bài mày thấy rất cực kỳ quen. Không hề khó thế nào. Và nên trong các từ này nên nhớ 1-2 từ, hiểu vấn đề không? Nên nhớ 1-2 từ. Yên tâm, tao cho mày hết đã. Bởi vì có những cái tao dùng nhưng mày không dùng thì tao không biết thế nào được, hiểu vấn đề không? Nào, bây giờ nhìn nhá, nhìn bên trên này, bắt đầu nhìn này, đây nhóm tuổi đúng không? Nào bây giờ những người ở nhóm tuổi ở giữa đúng không? Đúng chưa? Thì đây là people who are between này đúng không? Thì bằng people between 40 đúng không? Ok không? Hoặc là từ nhóm tuổi này 40 đến 49 age group đúng không? Hoặc là in the 40 này đúng không? Thật ra cái màu xanh ở trên là nó hay dùng nhất. Ở dưới nó cũng chỉ đơn giản là ở phần trên viết lại thôi đúng không? Theo một bản đẹp hơn thế thôi. Ok không? Nhưng mà dưới quan trọng ta nhìn ra cái phần này old people thấy không? Nếu mà người già thì chuyển thành là từ elderly đúng không? Hoặc là senior citizen thấy không? Young people là giờ young hoặc là teenager hoặc là youngster đúng không? Ví dụ như nó hỏi là đề bài nó bảo là young people này, từ đúng không thì mình nghĩ là gì đây? How many teenager đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Middle age thì là 40 đến 60 đúng không? Hoặc là mày nhớ middle age people này. Đúng không? 20 đến 40 tuổi thì mày có thể là cũng được là people in early adulthood đúng không? Đây là những cụm từ mày phải học, ok chưa? Hiểu vấn đề không? Thật ra ở dưới nó là tương tự. Ở dưới là ví dụ thấy không? Nhìn này. The chart show the hobby of children này between 10-20 đúng không? Vậy là cụm này sẽ là gì đây? The chart illustrate đúng không? The number of gì đây? The number of children đúng không? Who are age 10 to 12 hiểu vấn đề không? Hiểu ý ta nói không? Được chưa? Thì hobby gì đấy mình sẽ tính sau ở phần sau. Ok không? Hoặc là nhóm tuổi này ví dụ từ đây. The chart show the hobby of children who fall into 10 to 12 age group đúng không? Thì có hợp lý hơn không? Ok chưa? Bắt đầu mày thấy logic không một chút không? Tiếp nhá, quốc gia. À, thích quốc gia. Ôi, quốc gia đâu? Đợi tí. Đây, quốc gia này ta viết đây để ta viết một tí. Đây. Đây là quốc gia. Đấy, quốc gia, nhìn kỹ quốc gia đi. Đừng, nó không khó đâu. Thề. Nó chỉ là liệt kê quá đầy đủ thôi, đúng không? Mà mày sẽ không nào dùng hết được đúng ngành, hiểu vấn đề không? Khi làm nhiều tự nhiên đồ mày nó nhớ thôi. Nào, thấy không? Thế quốc gia tóm lại nó, quốc gia nó là như thế nào? Đọc quốc gia như nào? Tóm lại quốc gia nếu mà làm nó sẽ như thế nào? Tóm lại là gì? Tên nước luôn. Tóm lại ở phần vàng vàng, thấy phần vàng vàng không? Vàng. Cho xuống cuối cùng. Tóm lại ở phần vàng vàng. Hiểu vấn đề không? Đúng không? Đúng, tóm lại ở đấy không? Tóm lại là gì? Tóm lại là gì? Nếu như mà nhiều hơn là nước thì
Tóm lại là ở phần dưới cùng này đúng không? Nếu đề bài có cụ thể thì mình là three different country, ok không? Đúng chưa? Còn nếu mà đề bài có tên cụ thể thì liệt kê từng đất nước một, hiểu vấn đề chưa? Đơn giản thế thôi, phần trên ta chỉ biết cho mày mày hiểu thôi. Tại nên nó dùng cho phần dưới nữa, hiểu vấn đề không? Nó dùng cho cả bài, nó tức đây không dùng cho introduction, nó dùng cho cả phần thân ở dưới nhá. Thế bây giờ những đề bài nói về số người thì không thể nào cứ mãi là the Canadian people đúng không? Hoặc là the people of Canada đúng không? Thì nó phải chuyển thành Canadian các thứ thì nó là ở phần sau số liệu. Vẫn phải xem lại hiểu vấn đề không? Còn về cơ bản là quốc gia thì cứ quốc gia là cứ liệt kê thì mình ghi thành ba quốc gia khác nhau đúng không? Mà ba quốc gia khác nhau thì liệt kê tên nước ra là xong chưa? Nó chỉ một trong hai đúng không? Nào giờ thêm phần chi tiêu không? Nào giờ chi tiêu phải làm nào? Một là spending đúng không? Spending on thì bằng là expenditure on, thấy mình vừa ở trên có câu đấy đúng không? Là gì mà có many spend on thấy chưa? Có thấy không? Có đúng ở phần trên là mày vừa học không? Nó chỉ quanh quẩn ở phần này thôi. Đúng chưa? Đấy, cái này dùng cho tất cả ấy nhá, chứ không phải chỉ một phần introduction đâu ấy nhá, nên không hề nhiều tí nào. Đây là toàn bộ chi tiêu, nhìn đọc chi tiêu ta đọc đi. Tổ từ rất nhiều nguồn đấy. Nhưng mà phải chọn lọc nhá. Nhớ những từ thấy không? Hỏi tạm về hỏi tạm expenditure là gì đúng không? Đó đấy. Để có bằng phim phi thì nó sẽ liên quan đến học phí hơn và kiểu phi cái chi phí hơn, còn đây là spending này người ta mua, hiểu vấn đề không, người ta tiêu dùng, hiểu vấn đề không? Phi thì nó sẽ có được chưa, đây người ta dùng cho cái việc gì đấy, hiểu vấn đề không, thì nó sẽ bằng expenditure, ok không? Còn người ta dùng cho việc gì, ok không? Vậy ta sẽ hay dùng những từ như thế này, ok chưa? Chi tiêu hàng tuần đúng không, ví dụ là người ta bảo là chi tiêu hàng tuần hàng tháng thì dùng các cái từ này, ok không? Weekly này, monthly, annually, biết kết hợp không? Phải về làm phải viết chứ đừng có đọc lý thuyết, nhớ không? Bắt đầu không được lý thuyết nữa rồi, được chưa? Đọc lộ chắc đấy, nói thật nhá, mình phải nắm chắc những phần này về sau viết bài nào, những cái từ này cực kỳ dễ lắp vào luôn, và xong đã học đúng cái phần so sánh số liệu thôi mà mày lắp vào nó ngon hơn, hiểu vấn đề không? Được chưa? Nào thêm nữa tiếp, đây là về vật chi tiêu đúng không, thì là spending on cái gì đấy đúng không, thì mình sẽ biến đổi thành là expenditure on đúng không? Ví dụ đi, thì đây gọi là gì đây, gì nhỉ, children gì nhỉ, gọi là children spending on books này, pencil đúng không, thì mình nghĩ là gì đây, the amount of money đúng không, spend on buy, hiểu vấn đề không? Hoặc là expenditure on đúng không, on cái gì đấy, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề, hiểu chút ta nói không? Tức là mỗi một cái này mày chọn ra một cái chứ mày phải luôn nhớ trong đầu, hiểu vấn đề không? Mà muốn chọn là chỉ có viết nhiều thôi chứ không có nhớ học thuộc lòng đâu, được chưa? Nào tiếp, bây giờ đến cái gì đây, đến tiếp theo là tỷ lệ thất nghiệp có hay dùng không, có đúng không? Thế unemployment rate chưa, thì unemployment rate này sẽ bằng là level of job listness này bằng unemployment này đúng không? Đấy, thật ra anh còn một số cụm từ này nữa, nhìn tiếp này, đấy là unemployed này, những người mà đang thất nghiệp đúng không, được chưa? Đấy, những người không có việc này đúng không? Unemployment rate đúng không? Được chưa? Tỷ lệ thất nghiệp đây, nó sẽ là những cụm như thế này. Đấy, the proportion of unemployment, of the proportion of people who are unemployed đúng chưa? Ok không? Thì đây những cụm từ đó tỷ lệ thất nghiệp xong chưa? Không nhìn mày nhìn tưởng nhiều thì không nhiều đâu nhá. Đúng cho rất nhiều thứ đấy nhá. Được chưa? Tiếp, thì sau sau thất nghiệp thì đến cái gì? Sinh. Đến 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 đến, đến nghèo. Thất nghiệp thì sẽ bị nghèo đúng không? À, nhìn đọc đọc cho tao kỹ đi. Cứ đọc đi đã, đọc xong rồi nhớ đi đã. Shit. Thay vì học mỗi một cái bài tao cứ cóp nhặt hiểu vấn đề không? Bài đã tổng hợp hết luôn. Được chưa? Mình muốn chọn cái nào mày chọn. Đấy. Gọi là buffet thay hồ chọn, được chưa? Nào giờ đến đợi tí nha, cái phần này thì ta phải cái này phải ta phải cắt một tí. Phần này sẽ là đây là sẽ là một cái là poverty không thôi, được chưa? Nghèo khổ không thôi. Nào nhìn thấy không? Không rồi, đợi tí. Có thấy mọi cái nó sẽ logic hơn không? Có cấu trúc rồi đúng không? Bây giờ việc của mình chỉ học từ để lắp thôi đúng không? Được chưa?
Nào bây giờ poverty đúng không? Thì sẽ là poverty rate này, poor people đúng không? Thì bằng poverty đúng không? Nghèo khó này, thế còn những từ nữa, có những từ nghèo khó là những người từ như nào đây? Đây, ví dụ như này, nghèo khó đúng không? Thì có những từ ví dụ là đấy những cái hay gặp nhất rồi. Nào, poverty rate đúng không? Đấy. Đúng không? Đấy, the percentage of people này who live in poverty đúng không? Đấy. Ok chưa? Hoặc là đây. Poverty rate ở trên này. Đấy, đúng không? Tỷ lệ người nghèo đúng không? Được chưa? Đúng người nghèo xong chưa? Đọc đi, tập trung vào. Giấy nào đủ cái này đâu, yên tâm. Hết rồi. Chỉ bây giờ chỉ có chọn thôi. Hay dùng cho cả tất cả đấy nhá, dùng cho cả ví dụ là trong part 2 sẽ những cái bài này về học thuật nó sẽ rất rất nhiều nên mình càng nhớ nhiều thì càng tốt. Tiếp theo là gì nào? Tiêu thụ sản xuất đúng không? Mày hay giờ thì mày hay có nhớ bài liên quan đến consumption không? Ví dụ là consumption car đúng không? Thì nó có luôn này đây. Đúng chưa? Giờ the amount x consume của chúng ta hay nói cái này mày không? Giờ 5m x consume đúng chưa? Đúng hay nói cái này không? Sao mày không hiểu tại sao đúng không? Thì đây là cấu trúc phải học đây. Ok không? Tiêu thụ sản xuất. Đâu nhỉ? Tiêu thụ sản xuất này. Từ đây sang consumption là tiêu thụ sản xuất. Ok à? Đấy, hoặc là đây, hoặc là mình tạo ra sản phẩm, chung biết liên quan đến sản phẩm đúng không? Thì nó sẽ là ở đây, ok chưa? Đề bài về sản phẩm đúng không? Đây những từ mới cho đấy, được chưa? Ok không? What? Không nhiều đâu, nhìn này không nhiều đâu. Thật ra mày chọn một cấu trúc trong những này để mày nhớ thôi. Nó không hề nhiều một tí nào hết. Thấy không? Cái nào là được tiêu thụ đúng không? Đúng không? Cái x đúng không? Be used đúng chưa? Và gì mà big produce đúng chưa? Thật ra hiểu cấu trúc rất dễ thôi. Đúng ra đấy, khi học ngữ pháp mình nhớ là con số nào nó bị tiêu thụ thôi đúng không? Học mình có hệ giúp gọn rồi đúng không? Bây giờ sửa không nhớ thì đây lắp cái này vào là ok không? Là cần nhớ công thức ngữ pháp luôn ok chưa? Ăn điểm luôn ok không? Được chưa? Nào thế trong cái phần tiêu thụ này sẽ có một cái dạng bài rất hay gặp. Rất hay gặp. Nó chính là liên quan đến sử dụng internet. Đây. Internet thì có thể là nó những từ như kiểu là đây. Internet usage này. Được chưa? Internet usage này ok không? Người dùng internet này đúng không? Những từ như này hơi nhiều đúng không? Và tiếp theo thế giờ bán hàng đúng không? Sản xuất ra phải bán hàng đúng không? Phải bán thì đây có từ sale. Đúng không? Từ sale đúng không? Thì bằng là turnover đúng không? Gain đúng không? Revenue ok chưa? Được chưa? Tiếp phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông đúng không? Thì lúc học trên thì có nhớ phương tiện giao thông ở trên không? Ngay bài trên nhớ không? Thì là, đây thì nó là different from transport đúng không? Thì mình nếu không bài không đó là liệt kê thì mình ghi là carbon and chain ok không? The number of people driving to work đúng không? Thì là number of people traveling by car ok không? Hiểu vấn đề không? Được chưa? Đấy, hoặc là sở hữu xe thì nó là gì đây? Car ownership đúng không? Ok chưa? Được chưa? Cứ bài nào mày phang tao những cái cụ này vào ok không? Đấy. Bài nào cũng được đây, nó rất nhiều bài về sắp. Nhớ nhá, cái này phải file, phải lưu vào nhá, đừng có mà mất vớ vẩn đấy, thấy chưa? Ok. Thế còn các phase khác là paraphase như nào đây? Paraphase là hàng năm, hàng tháng, hàng tuần đúng không? Là thời gian. Nhìn kỹ vào. Alo. Ừ, em biết rồi, 6 giờ anh đi nha. 6 giờ đi ở. Biết rồi. Nha. Ok không? Hàng năm, hàng tháng, hàng tuần đây đúng không? Vừa ở trên xong đúng không? Đây. Per capita là per person. Đúng rồi đấy. Biết GDP đầu người không? Học GDP chưa?
mà biết từ đấy. GDP là thu nhập bình quân đúng không? Đây là kiến thức về kinh tế thôi, đúng không? Thì GDP per capita tức là gì đây? Thu nhập bình quân đầu người. Hiểu vấn đề không? Trên một vùng. Ok không? Thế sao không ai dùng từ này lắm? Mày dùng từ unaverage thì nó hay hơn, ok không? Để chọn có chọn lọc. Ok chưa? Được chưa? Thì đây là thời gian đúng không? Nào tiếp. Thời gian này hết chưa? Chưa hết. Nào thời gian còn được cái gì không? Đây thời gian đây. Đúng chưa? Giờ luôn. Chưa đúng, đúng sao được đây. Đúng đây, ok không? Between end này, from x2 đúng không? Within 5 years gì đấy. Mình muốn chọn một trong những từ này mà chọn, muốn chọn từ nào thì mày chọn, ok chưa? Ok. Tùy mày chọn thôi, inform không và cuối cùng. Cái này quan trọng nhất, dễ nhất là paraphrase biểu đồ. Đủ công cụ chưa? Đã đủ công cụ chưa? Từng chủ ngữ ta paraphrase rồi nhá. Từng loại bài paraphrase rồi nhá đúng không? Bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì? Bây giờ làm bài. Nhìn lên năm câu kia. Kéo lên trên. Kéo lên trên cùng đi. Kéo trên cùng. Kéo chưa? Cùng hẳn luôn. Kéo lên trang 41. Rồi. Nào, bây giờ bắt đầu làm. Được chưa? Bây giờ bắt đầu vận dụng những gì ta vừa nói, làm lại để xem có làm được không. Ta nói ta chữ kỹ năm câu này, hiểu không? Ta sẽ chữ kỹ bài một kia, ta ra chữ kỹ câu này, bài kia cho về nhà làm. Được chưa? Chữ kỹ năm câu này đã. Có thấy bài nào nó như thế này không? Thật ra bài nào nó cũng thế. Nhớ không nào? Đầu tiên ý, phải tách ra thành phần câu nhớ không? Chủ ngữ là gì đúng không? Thì viết một loạt các chủ ngữ đúng không? Từ động từ là gì? Thay một loạt các động từ đúng không? Được chưa? Thay một loạt thời gian, thay một loạt địa điểm đúng không? Bây giờ bắt đầu đến phần kia, cái cấu trúc nó là gì? Nó là percentage thì biến đổi thành gì đúng không? Nó là giờ năm giờ thì biến đổi thành how many đúng không? Số lượng thì là how much đúng chưa? The method threshold thì chúng ta là số lượng người, đây là nó là cái phần trăm thì nó là phải là giờ percentage of đúng không? The proportion, đây là proportion thì biến đổi thành là giờ percentage of hoặc là thay thế toàn bộ dùng figure for, ok chưa? Sau đó chủ ngữ động từ tương ứng với những bọn này, ok không? Được chưa? Nào làm đi, làm kỹ năng con này mà. Đây ta cho mày nhỏ 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 thôi. Đấy viết đi. Đấy tí nhá. Để cho em ta biến đổi cho mày. Cho để yên đã. Nó biến đổi chỗ này đã. Ấn viết đi. Không tra cứu được đâu nha. Đây chỉ có tra trong cái tờ này thôi.